Trong suốt cả mùa đông, nhiều loài chim sống tụ tập thành đàn, cùng nhau kiếm ăn hòa thuận. Cách liên kết đông đảo này giúp chúng hỗ trợ lẫn nhau tốt hơn trước những hiểm nguy ngoài tự nhiên. Cuộc sống đang diễn ra êm đềm như vậy, bỗng một ngày xuất hiện sự dạn nứt giữa tình thân ái của cả tập đoàn. Những cuộc cãi cọ nhỏ diễn ra thường xuyên hơn, rồi lan rộng thành làn sóng. Một vài con đang cùng kiếm ăn vui vẻ, bỗng tách khỏi đàn, đậu trên cành, cao hứng hót một vài câu ngắn ngủn. Hình như những tia nắng ấm đầu xuân là thủ phạm làm thay đổi nhịp sống bên trong của đàn chim và làm thay đổi cả tính tình của chúng. Mùa chim làm tổ bắt đầu như vậy đấy. Chim sinh sản theo mùa, như hầu hết các loài sinh vật khác sống trong thiên nhiên. Gần như quanh năm đều có thể bắt gặp chim làm tổ, không loài này thì loài khác. Nhưng phần lớn các loài chim có mùa sinh sản bắt đầu vào mùa xuân, lúc khí trời đã ấm áp và cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, là thời điểm thuận lợi cho con non chào đời. Quá trình chọn lọc tự nhiên qua nhiều thế hệ đã giúp cho mỗi loài chim ở từng vùng khác nhau định hình được một mùa sinh sản. Chúng phải tính toán làm sao lúc chim non chào đời sẽ trùng khớp vào giai đoạn thức ăn ngoài thiên nhiên phong phú nhất. Ở những vùng mà khí hậu chia ra làm hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa, như các cao nguyên phía Tây dãy Trường Sơn và vùng Tây Nguyên, các loài chim ăn sâu bọ thường làm tổ vào đầu mùa mưa. Đây là lúc côn trùng bắt đầu nở rộ, sẽ thuận lợi cho việc tìm kiếm thức ăn. Các loài chim ăn quả và hạt lại thường làm tổ vào cuối mùa mưa, là thời điểm nhiều loài cây rừng bắt đầu có trái chín. Trong khi đó, những loài chim ăn thịt lại chọn thời điểm làm tổ vào giữa mùa khô, lúc mà cây cối trong rừng bắt đầu rụng lá, làm các con mồi ít có chỗ ẩn nấp. Khi mặt đất trơ trụi thì cơ hội cho những kẻ săn mồi từ trên cao nhào xuống sẽ thuận lợi hơn nhiều. Vậy thì các loài chim dựa vào yếu tố nào để biết được là đã đến thời kỳ làm tổ thích hợp của chúng? Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh mọi tập tính sinh sản của chim đều do sự điều khiển của hormone ở các tuyến nội tiết, mà đầu tiên là tuyến yên ở đáy não. Giới khoa học chứng minh rằng cường độ hoạt động của các tuyến nội tiết lại tùy thuộc vào sự thay đổi của các yếu tố ngoại cảnh, đặc biệt là thời gian chiếu sáng của mặt trời. Bằng thực nghiệm khi tăng thời gian chiếu sáng, người ta thấy rằng tuyến sinh dục của chim phát triển rất nhanh. Ngược lại, nếu giảm bớt thời gian chiếu sáng thì sự phát triển của tuyến sinh dục bị kìm hãm. Điều này được thể hiện rất rõ ở các vùng phía Bắc nước ta. Vào mùa hè, ngày rất dài và đêm ngắn. Ngược lại, mùa đông thì ngày ngắn và đêm dài. Vì vậy, mùa chim làm tổ ở miền Bắc thường vào cuối xuân bước sang mùa hạ. Ở các vùng nhiệt đới, nơi mà thời gian chiếu sáng của mặt trời không thay đổi nhiều trong cả năm, thì sự thay đổi của độ ẩm không khí đóng vai trò quan trọng đến mùa sinh sản của chim. Các loài chim thường bắt đầu cất tiếng hót từ sáng sớm.
Những âm thanh cất lên hăng hái, rộn ràng nhất vào lúc mặt trời vừa mọc, giảm dần cho đến lúc gần trưa, để rồi lại tiếp tục mạnh lên vào khoảng xế chiều. Thời kỳ hót dồn dập nhất của chim thường diễn ra vào đầu mùa sinh sản, lúc mà ranh giới vùng làm tổ còn đang tranh chấp. Đây cũng là thời điểm mà nhiều chàng chim trống cất cao giọng hót để mời gọi bạn tình. Ít lâu sau, tiếng hót của chim có phần thưa thớt hơn, nhưng lại giàu chất tình cảm hơn. Nó mang nhiều ý nghĩa khẳng định lòng trung thành giữa đôi bạn trong mùa làm tổ hơn là để xác định vùng đất, vùng trời. Thank you.